Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang truyền hình do Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông thành phố Lào Cai thực hiện. Chương trình hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Hội khuyến học thành phố Lào Cai 20 năm xây dựng và phát triển. Mái ấm tình thương, ngôi nhà của những tấm lòng. Phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi tổng hợp. Ngay sau đây sẽ là các nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, 20 năm xây dựng và phát triển, Hội khuyến học thành phố Lào Cai đã triển khai nhiều chương trình hoạt động làm lan tỏa, tôn vinh và nhân lên các giá trị tốt đẹp bắt nguồn từ truyền thống hiếu học của dân tộc, góp phần xây dựng một xã hội học tập. Ngày 13 tháng 5 năm 2003, Hội khuyến học thành phố Lào Cai được thành lập, đánh dấu sự ra đời của một tổ chức tập hợp những người mang tâm nguyện khuyến khích và hỗ trợ phát triển giáo dục. Ngay sau khi thành lập, Hội khuyến học thành phố đã kiện toàn ở 17 trên 17 xã phường. Tổ chức hội đã lan tỏa đến từng thôn, tổ dân phố. Hoạt động của hội đi sâu vào công tác tuyên truyền như phối hợp với gia đình, nhà trường, xã hội, qua đó đưa phong trào khuyến học vào chiều sâu, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân học tập và tham gia giáo dục. Học tập suốt đời theo lời dạy của Bác Hồ, học không bao giờ cùng, càng học càng thấy càng tiến bộ lại thấy càng phải học thêm. Việc tự học với mỗi công dân là ý thức học tập thường xuyên và năng lực tự học, học tập suốt đời. Đối với cá nhân tôi thì là một cán bộ về hưu rồi, thì tôi học tập, suy nghĩ của tôi là một là tự học. Phải tự học, hai là phải có chương trình học hàng ngày. Mỗi ngày tôi dành khoảng 2 tiếng, từ 8 giờ đến 10 giờ ấy là tôi vào máy tính để tôi xem về cơ chế chính sách mới, rồi về vấn đề thời sự, chính sách của Đảng và Nhà nước để mình biết, để phục vụ cho cuộc sống. Dòng họ Nguyễn Đình, thôn Tòng Chú, xã Cốc San có 35 hộ gia đình, với gần 100 thành viên. Khuyến khích việc học trong dòng họ đã góp phần nâng cao tri thức, kiến thức cho con em. Dòng họ có nhiều con cháu đỗ đại học cao đẳng, làm kinh tế giỏi. Mỗi gia đình trong dòng họ đều tự giác đóng góp xây dựng quỹ khuyến học để dành tặng những học sinh tiêu biểu. Hương ước của dòng họ thì là các cháu mà đỗ được cao đẳng thì là thưởng cho các cháu là 100.000, các cháu mà đỗ được đại học thì thưởng cho các cháu là 200.000, cháu nào mà đỗ được trên đại học thì thưởng cho các cháu là 300.000, nếu còn về học sinh xuất sắc thưởng các cháu 100.000 một cháu. Dòng họ chúng tôi đã thống nhất cái chi khuyến học cho các cháu có thành tích trong học tập. Đến nay, toàn thành phố có trên 35.000 gia đình được công nhận học tập, đạt tỷ lệ 96%, có 24 trên 25 dòng họ đạt học tập 100%, 299 trên 305 thôn tổ dân phố đạt 98% cộng đồng học tập, 102 đơn vị thuộc các xã, phường quản lý đạt 100% danh hiệu học tập. Hoạt động hội đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua và nhiều bằng khen. Trong thời gian tới, định hướng của khuyến học cần tập trung làm những cái nhiệm vụ trọng tâm. Một là tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức hội ở cơ sở vững mạnh, đồng thời quan tâm đến chất lượng phát triển hội viên, đảm bảo về số và chất lượng. Thứ hai là quan tâm đến các cái mô hình học tập và triển khai đồng bộ năm 2023 này đến toàn hội viên trên địa bàn thành phố. Và cái nội dung thứ ba là tuyên truyền vận động quỹ ủng hộ quỹ khuyến học, và đây cũng là chính là động lực thúc đẩy để khuyến học trong thời gian tới, động viên các thầy cô giáo và cũng là học sinh nghèo vượt khó trong học tập vươn lên. 20 năm mỗi bước đi, mỗi gia đình của hội khuyến học đều mang dấu ấn của một tổ chức đã góp phần phát triển nền giáo dục, lan tỏa, tôn vinh và nhân lên các giá trị tốt đẹp bắt nguồn từ truyền thống hiếu học. Chặng đường tiếp theo,
cán bộ và hơn 38.000 hội viên Hội Khuyến học thành phố luôn đoàn kết, nhiệt tình trách nhiệm, tâm huyết đối với sự nghiệp giáo dục khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, gắn bó với nhân dân để đưa sự học đến với mọi người, mọi nhà, thực hiện tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh là ai cũng được học hành. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, những ngôi nhà mái ấm tình thương được xây dựng từ sự chung tay góp sức của các cấp hội phụ nữ, những nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố đã và đang giúp cho nhiều gia đình hội viên phụ nữ đặc biệt khó khăn sớm ổn định cuộc sống, an cư, lạc nghiệp. Gia đình chị Vàng Thị Điệp, thôn Tượng Một, xã Hợp Thành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhà đông con, hai anh chị đều không có việc làm ổn định, căn nhà cũ đã xuống cấp từ lâu. Tháng 5 năm 2023, nhờ sự kết nối của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Anh đã hỗ trợ gia đình chị 40 triệu đồng. Cùng với sự giúp đỡ ngày công của anh em, hàng xóm và số tiền tích lũy của gia đình để xây dựng căn nhà mới kiên cố, vững chãi, giúp gia đình chị yên tâm sinh sống. Nhà em cũng hoàn cảnh khó khăn với lại đông con nữa. Thì được nhà nước hỗ trợ nhà em làm tiền làm nhà, em sẽ cố gắng làm cái nhà để nuôi các con khôn lớn ạ. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức khởi công và khánh thành 11 mái ấm tình thương trị giá trên 2 tỷ đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Lan Anh hỗ trợ 450 triệu đồng. Các ngôi nhà đều có diện tích sử dụng từ 70 đến 100 mét vuông. Những ngôi nhà được bàn giao đưa vào sử dụng đã giúp cho những phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp thêm nguồn lực tinh thần, động viên chị em vượt qua khó khăn để thi đua lao động sản xuất và tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương. Tôi cũng mong muốn là mình được đóng góp cho chị em phụ nữ của một số hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các huyện, các xã vùng cao, mà thôn bản vùng cao. Đấy, từ đấy mà xây dựng được những cái mái ấm tình thương để giúp đỡ chị em là xóa đói giảm nghèo, và cũng khi có được ngôi nhà khang trang sạch đẹp thì cũng từ đấy mà chị em phụ nữ thì mới đồng hành và cùng với lại thôn bản và xã phường để phát triển đi lên. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cuộc vận động xây dựng mái ấm tình thương ngày càng phát huy hiệu quả. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố sẽ tiếp tục khảo sát để hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà theo quy chế, tạo động lực niềm tin cho hội viên phụ nữ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện an sinh xã hội tại địa phương. Sau khi mà có cái nguồn tiền hỗ trợ từ 30 đến 40 triệu đồng trên một mái ấm tình thương thì chúng tôi phối hợp cùng với cấp ủy, cùng với lại hộ gia đình, đó là rà soát cùng với lại họp anh em trong dòng tộc để hỗ trợ thêm cái nguồn tiền, và đặc biệt đó là xã hội hóa theo cái công xây dựng, và đặc biệt là đối với hội viên phụ nữ thì góp với ngày công lao động để làm sao mà cái hội viên đó đủ điều kiện xây dựng mái ấm tình thương. 6 tháng cuối năm thì Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lào Cai cũng dự kiến làm 9 mái ấm tình thương nữa trên tổng số 21 mái ấm tình thương năm 2023. Những ngôi nhà được hình thành từ sự chia sẻ ấm áp, nghĩa tình đã kịp thời khích lệ, động viên hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, qua đó thể hiện được tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau của các cấp hội. Thưa quý vị và các bạn, với sự chăm chỉ, cần cù và quyết tâm làm giàu, gia đình chị Trần Thị Hoa, tổ 30 phường Lào Cai đã xây dựng thành công mô hình gia trại tổng hợp chăn nuôi gà, lợn, dê, đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Từ một hộ kinh tế khó khăn, trước sự nhạy bén về thị trường chăn nuôi, năm 2000, gia đình chị Hoa đã mạnh dạn vay vốn của Hội Phụ nữ phường Lào Cai để mua giống lợn. Với nguồn vốn 20 triệu đồng ban đầu, chị mua lợn nái về cho sinh sản. Để phát triển đàn lợn, chị vừa bán giống, vừa để nuôi lợn thương phẩm. Khi có nguồn vốn, chị tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại kiên cố, mở rộng quy mô chăn nuôi với trên 200 con gà, 5 con lợn nái, lợn thịt, cá và ốc. 3 năm gần đây, nắm bắt nhu cầu thị trường, tận dụng đất đồi rừng, chị đầu tư chăn nuôi thêm dê thương phẩm với trên 20 con. Gia đình thì là sẽ phát triển nuôi thêm lợn nái. Lợn nái, nuôi lợn nái là tốt nhất, bởi vì là một con lợn nái là một năm là thu được 2 lứa này, mà một lứa lợn là nuôi nó không vất vả. Biết tìm tòi áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi, đặc biệt là khâu chọn giống và phòng trừ dịch bệnh, thực hiện phương pháp nuôi gối lứa
để thuận lợi trong khâu tiêu thụ. Nhà chị Hoa được khách đến tận nhà để chọn giống cũng như gia súc gia cầm thương phẩm. Bình quân mỗi năm, gia đình xuất bán 2 lứa lợn giống cùng dê, gà thương phẩm, trừ chi phí cho thu nhập trên 200 triệu đồng. Đối với gia đình chị Hoa là một hộ chăn nuôi với quy mô lớn, không những giúp phát triển kinh tế gia đình của địa phương và không những thế thì chị Hoa còn là một tấm gương sáng trong việc nhận đỡ đầu các trẻ em mồ côi không nơi nương tựa. Mô hình chăn nuôi tổng hợp của gia đình chị Hoa không chỉ mang lại cuộc sống ấm no cho gia đình mà còn là động lực để người dân trong phường học tập và làm theo, góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển. Quý vị và các bạn thân mến, trang truyền hình do Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông thành phố Lào Cai thực hiện xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị và các bạn.